Thưa quý vị, và để cùng tiếp tục vào chương trình phần dự thi trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị cùng đến với phần dự thi của đơn vị xã Dương Thành. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng các đội văn nghệ tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Vũ Bình năm 2023. Lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt đội thi đến từ đơn vị xã Dương Thành xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo và liên hoan lời kính chào, lời chúc sức khỏe, chúc liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Vũ Bình năm 2023 thành công rực rỡ. Chương trình nghệ thuật tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Vũ Bình năm 2023 của đơn vị xã Dương Thành với chủ đề bài ca non sông gồm các tiết mục đơn ca, tiếng đàn, ta lư, sáng tác, nhạc sĩ Huy Thục, biểu diễn, đào chi và tốt múa. Múa, ngày vui trên bàn, âm nhạc, đinh linh, biểu diễn, tốt múa. Tốt ca, Phú Bình, miền quê, ân tình, sáng tác, nhạc sĩ Quản Đức Thắng, biểu diễn, tốt ca nữ. Hát múa, bài ca non sông, sáng tác, nhạc sĩ Vũ Duy Cương, biểu diễn toàn đoàn. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Cao quá, cái này tôi bàn nhận này cao quá. Thank you.
màn hát múa, bài ca non sông đã khép lại chương trình nghệ thuật tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Phú Bình năm 2023 của đơn vị xã Dương Thành. Một lần nữa xin được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo và liên hoan lời kính chào thân ái, chúc liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Phú Bình năm 2023 thành công rực rỡ.